Ngọc ơi, anh có thể mời em ra đây không? Không, em đứng đó đi, để anh lại. Để bắt đầu giống như là cái buổi làm quen á, thì anh xin giới thiệu, anh tên là Kinh Lâm. Còn chờ xin phép anh hỏi em tên gì? Em tên là Mỹ Ngọc. Hình như là anh đã gặp em ở đâu rồi á? Thật không ạ? Phải là gặp ở đâu rồi? Em nhìn anh có quen không? Hay là có gặp anh ở đâu bao giờ? Dạ không quen à. Không á. Đúng rồi, anh gặp em ở trong giấc mơ. Nhưng mà anh mơ cái gì ạ? Anh đứng xa quá. Bây giờ mình trong mơ là mình phải gần gũi nhau rồi. Rồi. Dạ. Anh có sức lại gần em ạ. Em có biết tới cái hiện tượng gọi là déjà vu không? Déjà vu? Lần đầu tiên em nghe ạ. Dạ? Dạ. Vậy để anh giải thích cho nghe. Là gì nè, có nghĩa là khi mà mình nằm mơ ở hiện tại á, thì nó sẽ cho mình thấy một cái hình ảnh trong tương lai. À dạ rồi, dạ. À, hiểu không? Nhưng mà nó chỉ cho mình cái vài thời khắc, đúng không anh? Vài, vài thời khắc tích tắc thôi. Đúng rồi, rõ ràng là anh gặp ngay chuyện này nè, ngay tại sân khấu này nè, khán giả này nè, hai ông bà Tơ và Duyên dễ thương bên đó kìa. Thiệt á hả? Ủa, tôi cũng nằm mơ vậy đó. Anh cũng không biết sao nữa, nếu mà mình nói không tin thì cũng không được, phải tin thôi. Vậy em cũng muốn biết là sau cái hình ảnh này thì tiếp theo đó tương lai như thế nào không? Dạ có chứ, em là người tò mò này, chắc chắn là em sẽ muốn biết. Anh với em trở thành một cặp đôi mà người ta ngưỡng mộ nhất. Ngưỡng mộ ở đây không phải là tại vì mình giàu có, mà là hai đứa mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc là một cặp đôi rất là thương nhau, hiểu cho nhau, chia sẻ với tất cả mọi thứ. Nào là ước mơ, cuộc sống, gia đình. Chúng ta đi du lịch với nhau rất là nhiều nơi. Rồi chia sẻ, rồi nói chung là hai đứa mình làm gì cũng có nhau hết. Yêu và được yêu em á là điều may mắn nhất cuộc đời của anh. Là anh sẽ đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho em. Bây giờ anh xin mời em vô cái đu này. Bao con phố vẫn chẳng nên lời, mong mơ đâu một cơn gió thoáng em ngừng lại để anh gần hơn, chỉ khôn khe chạm lên má. Ngày yêu nó sẽ mãi mãi không phải vì anh luôn tin, chỉ cần mình vẫn muốn ở bên nhau chẳng ngại lo âu, từng lời trong ánh mắt. Bối rối chiếc môi xinh em đẹp lung linh, thật lòng sâu mây đá những yêu thương anh nhiều đêm mơ, cầu cho đôi lứa mãi không lìa xa, mãi không lìa xa, baby be mine. Gửi vào giấc mơ em dịu. Chỉ cần mình vẫn muốn ở bên nhau chẳng ngại lo âu, từng lời trong ánh mắt. I wanna be, I wanna be your boyfriend. Làm mi khẽ bối rối chiếc môi xinh em đẹp lung linh, thật lâu sâu mây đá những yêu thương anh nhiều đêm mơ, cầu cho đôi lứa mãi không lìa xa, mãi không lìa xa.
anh có chuẩn bị một món quà để dành tặng cho em. Nhưng mà anh cũng không hiểu tại sao nó lại có thể hợp với em tới như vậy. Thực sự là anh không có cố ý luôn á. Em đợi anh xíu. Cầm lên á thì có thể mọi người hơi mắc cười tại vì nó như thang thuốc bắc vậy. nhưng mà cái này là do em tự gói, nhưng mà bản thân em thì cũng không có hoa ta cho lắm, cho nên quan trọng là tấm lòng của mình thôi. Dạ. Anh nói là nó rất là hợp với em ạ. Dạ. Anh mua và anh dành tặng cho em một cái khăn choàng cổ. Dạ. Và anh cũng không nghĩ là cái màu nó lại hợp với lại cái áo của em tới như vậy. Dạ vâng ạ. Em, anh có thể xin phép anh tràn vô cổ em được không? Dạ được ạ. Cảm ơn. Rồi, em lấy tóc này. Rất là âm. Lúc đầu anh tặng cho em thì anh cũng có ý nghĩ là nó sẽ là một cái khăn choàng mà sửa ấm cho em như lúc em cảm thấy cô đơn, lạnh giá. Anh cũng không nghĩ là em lại là người Đà Lạt nữa. Người Đà Lạt thì cũng rất là cần cái khăn choàng cổ. Dạ, dạ, và em đi hát cũng vậy. Em cần phải giữ ấm cái cổ. Và em nghĩ đây là một món quà rất là ý nghĩa. Em cảm ơn anh.